Đây các bạn, sạc nhanh không dây 46% này. Đấy nhá. Sạc nhanh không dây 46%, khoảng 1 giờ 32 phút sẽ nơi sẽ sạc đầy. Đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình lại có đây là một cái giá đỡ điện thoại tích hợp sạc nhanh cho cái điện thoại của mình. Thì hiện tại là xe của mình đang lắp một cái giá đỡ của Motowork. Nhưng mà cái giá đỡ đó thì nó không có tích hợp sạc nha các bạn. Và có một loại hiện tại bây giờ của Motowork thì nó có tích hợp cổng sạc USB cho nó luôn, nhưng mà nó cũng không phải là sạc nhanh các bạn. Đầu ra của nó đâu đó chỉ là 2,1 ampere thôi, thì nó cũng không có hỗ trợ được sạc nhanh, và mình phải lắp thêm một cái củ sạc khác, rồi là mình cắm cái tẩu sạc vào thì nó mới hỗ trợ được sạc nhanh. Nhưng mà như vậy thì nó hơi rườm rà và nó hơi phức tạp, tại vì là phải chế thêm một cái củ sạc nữa và phải có dây các thứ là ngoằng. Nên là mình quyết định đặt mua cái giá đỡ điện thoại của hãng Lazai A3. Đó, mà sản phẩm của nó là loại A3 nhé. Có loại A1, A2 và A3. Thì loại A1 đây thì nó không có kèm sạc. Còn loại A2 thì nó có một cái cổng USB để cắm sạc vào đó. Cái loại đó thì cũng là Quick Charge 3.0, cũng là hỗ trợ sạc nhanh. Đó, nhưng mà nó phải cắm dây vào. Còn cái loại mà A3 này á, thì nó là tích hợp sạc không dây nha các bạn, sạc nhanh và lại không dây nữa. Cái điện thoại của mình, những các dòng điện thoại mà có chức năng sạc nhanh ấy, chỉ cần là lắp vào là bật công tắc lên này, nó sẽ tự động sạc. Nên là mình đã quyết định đặt mua cái pad này về để mình thay thế cho cái pad Motowork hiện tại mình đang lắp trên xe. Và mình đặt mua cái này ở bên xe ôm shop các bạn, xe ôm shop ở Sài Gòn, và giao qua cho Bình Dương cho mình thì chỉ hôm qua đặt hàng, hôm nay đã gửi được rồi. Shop này cũng làm việc rất là ok, nhanh gọn và tư vấn khách hàng cũng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra nhé. Đấy, bên trong đang có một cái sticker logo của Lazai này. Còn đây là cái bộ pad để gắn lên ghi đông này các bạn, loại pad tròn này. Này. Đấy, loại pad tròn này để gắn lên ghi đông. Còn đây là một cái này gọi là cái chân để mình gắn lên chân gương, xong mình sẽ gắn cái pad tròn này lên. Đấy, còn nếu như mà cái xe nào mà có ghi đông tròn thì mình gắn thẳng cái pad tròn này lên luôn. Còn đây là cái sạc này các bạn. Đấy. Cái này làm bằng nhựa các bạn ơi. Cái này là bằng nhựa đúc nhưng mà cũng khá là chắc chắn luôn. Nói chung là nếu mà cái pad này mà so với cái độ mà chắc chắn của cái pad Motowork thì không thể bằng cái pad Motowork được, tại vì là cái giá đỡ điện thoại của hãng Motowork ấy là người ta làm bằng nhôm CNC nha các bạn, rất là chắc luôn. Đấy, nhưng mà cái này thì làm bằng nhựa đúc. Đó, đằng sau này có cái công tắc này, tắt mở này. Rồi, đây là có một cái núm để mình vặn như này thì nó sẽ rộng ra để mình có thể nhét điện thoại vào. Mà cái này so với cái loại Motowork ấy thì nó sẽ khác. Đấy, loại Motowork thì nó sẽ có hai cái núm hai bên này, mình vặn bên này thì chỉ ra một bên thôi, và vặn tiếp bên này ra thì nó mới ra. Đấy. Và ở trong này thì cái cầu chì này và thêm hai dây rút nữa, ok hết rồi. Đây các bạn, hiện tại thì mình có ba cái pad điện thoại đây nhá, ba cái giá đỡ điện thoại đây. Cái này là bằng nhựa thì rất là lỏng luôn, cái loại thì gọi là hàng Sida. Cái này là mình đã sử dụng rất là lâu rồi, cách đây 3-4 năm rồi đấy, lúc mà đang còn chạy con E150 mình lắp cái này, nhưng mà rất là rung lắc và nó lỏng các bạn. Đấy, và rất là yếu luôn. Cái này cầm cái bẻ gãy luôn, thôi cái này thì vứt đi, này còn thua rồi. Còn đây là cái của Motowork này các bạn này. Đấy, của Motowork thì nó sẽ thiết kế bằng nhôm CNC rất là chắc luôn, cực kỳ chắc chắn luôn này. Nó vặn ra vặn vào, vặn đấy, nó có hai núm bên này thì vặn một bên nó chỉ ra được một bên thôi, còn bên này thì là phải vặn tiếp đó. Đây, còn cái loại mà Lazai thì nó sẽ như thế này, và cái núm đây là mình vặn, chỉ cần vặn một bên thôi là nó sẽ ra đều hai bên luôn, hai cái pad này ra đều luôn đó. Thì nhìn cái Lazai này thì nó sẽ to hơn,
và nó có một cái bảng các bảng điện ở trong này là tích hợp sạc nhanh ở trong này nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy cái này mình lắp lên xe rồi sạc thử cho các bạn xem nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa mới gắn cái giá đỡ điện thoại Lightride này lên cho cái chiếc xe của mình rồi. Mình gắn lên cái ghi đông slip-on này nha các bạn, cái ghi đông cao này nhá. Thì tại xe mình đã chế từ ghi đông thấp lên ghi đông cao của Nextbike rồi, đi đỡ mỏi tay. Và mình đã gắn cái pad này vào cái ghi đông tròn này luôn, rất là dễ luôn các bạn. Nhưng mà cái giá đỡ này thì có một cái phần mà mình cần lưu ý cho các bạn là nó rất là dễ gỡ ra luôn các bạn ơi. Nếu như mà mình mà gắn trên xe thường xuyên ấy, chỉ cần là một thao tác đơn giản thôi, đó là gì, vặn cái con ốc thế này này đấy. Khi mà vặn con ốc như thế này xong giật mạnh là tháo ra được luôn, thấy chưa các bạn, tháo ra được luôn rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 giây thôi đấy. Là người ta sẽ cầm theo một cái kéo nó cắt luôn cả cái dây này, là các bạn mất luôn cả cái pad này luôn nhá. Nên là mình lưu ý với các bạn là gì, là các bạn nên lắp như mình này. Đây, mình đã cắt ngắn dây lại này và mình lắp rắc vào nhá. Mình lắp rắc vào như này á, là khi nào mà mình không có muốn để trên xe thì mình tháo nó ra luôn các bạn, mình cất đi. Và khi nào mình đi tour hoặc khi nào thực sự cần thiết mình lắp vào thôi. Đó, chứ không là mà các bạn lắp vào đây thường xuyên đấy. Ví dụ các bạn gửi xe này, hoặc là các bạn để xe ở đâu đó mà không có trong tầm kiểm soát của mình ấy, là người ta tới, người ta biết được cái này, người ta tháo ra là mất luôn đấy các bạn. Đây, của mình thì mình đã chế thành như thế này rồi. Mình đã đi từ điện bình ra nhá. Đấy, mình đi từ điện bình ra, ở đây là mình làm sẵn một cái rắc này, chờ này. Đây, sẵn một cái rắc chờ đây. Rồi, là mình sẽ lắp nó vào. Đấy, ấn mạnh xuống. Mình rút ra cho các bạn xem này. Đó, thấy chưa? Rút ra luôn. Như vậy là người ta sẽ lấy luôn cả cái pad này của mình nhé, mất luôn đấy các bạn. Có cái phần pad mà tròn thế này thì người ta có thể tự chế hoặc người ta mua cái pad khác về gắn cũng được nữa. Đó, nên là kẻ đề phòng kẻ gian mà lấy mất trộm mất của mình là mình phải tháo ra đi. Chứ đừng để cho xe thường xuyên, tại vì cái sạc này nó cũng mắc tiền lắm, 550.000 một cái cơ. Nó không phải là như 100-200 như cái mấy cái giá đỡ khác đâu. Nên là nếu mà mất thì rất là tiếc luôn đấy. Rồi gắn vào này. Đấy, ấn mạnh vào và siết con ốc này lại này. Đấy. Con ốc này mình siết càng chắc thì nó càng chặt nhá. Còn nếu mà mình siết lỏng thì mình có thể điều chỉnh được cái này. Đó. Mình có thể điều chỉnh được cái này đi theo những góc nào mà mình muốn, tùy ý. Rồi siết chặt lại. Đấy. Của mình thì mình đã cắt dây và mình đã chế nó vừa đủ dây thôi. Và lắp rắc, lắp vào rắc là ok luôn. Khi nào mà mình gửi xe thì hay là mình không cần lắp thì mình sẽ tháo nó ra các bạn. Không là người ta lấy mất thì uổng lắm. Tiếc lắm. Sạc mắc tiền mà. Đấy. Ở dưới này còn nó có cái công tắc này. Rồi, thấy chưa? Dưới có công tắc, khi mà mình bật lên cái là thấy sáng cái đèn xanh này là cái sạc đang hoạt động nhá. Rồi mình tắt đi. Rồi, ok. Mình có cái điện thoại Galaxy Samsung Galaxy S7S này. Rồi, thì cái loại này nó cũng hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn. Hỗ trợ sạc nhanh và hỗ trợ sạc nhanh không dây luôn. Nên là mình sẽ thử test vào đây cho các bạn xem này. Thử lắp vào. Rồi, mở ra. Siết ống này lại. Ok, và bây giờ mình sẽ mở cái công tắc ở dưới này nhá. Rồi. Đó, sau khi mình mở công tắc thì được một khoảng 3-4 giây sau là nó sẽ báo sạc. Đây. Nó sẽ báo sạc. Và khi nó cái điện thoại EBS của mình này ấy, là khi báo sạc này sẽ có cái đèn LED đỏ chỗ này này. Đây các bạn, sạc nhanh không dây 46% này. Đấy nhá. Sạc nhanh không dây 46% khoảng 1:32 sẽ nó sẽ sạc đầy. Đấy. Thì nó đã báo sạc rồi đấy. Nhận sạc rồi. Còn mình sẽ tắt đi này. Rồi, ok. Tắt đi thì cái đèn LED này trên điện thoại này nó cũng báo tắt luôn và điện thoại sạc không vào, mở lên này.
chắc cũng phải 3-4 giây đấy. Rồi ok, sạc nhanh 0 giây 47%. Đó. Thì đơn giản như vậy thôi. Mình đã gắn xong cái chiếc giá đỡ này lên xe của mình rồi. Khá là ưng ý luôn các bạn. Sạc nhanh. Chỉ cần là điện thoại của các bạn có hỗ trợ sạc nhanh nhá. Hỗ trợ sạc nhanh 0 giây nhá. Chứ còn những cái loại là điện thoại khác thì không sạc được đâu. Điện thoại mà điện thoại sạc thường thì không có sạc được nha các bạn. Điện thoại sạc thường là phải mua loại sạc có dây. Rồi, như vậy là mình đã làm một cái clip mà gắn cái chiếc giá đỡ điện thoại Lyrai A3 sạc nhanh đa năng 0 giây đó lên cho cái chiếc xe của mình rồi. Thì mình cảm thấy nó rất là hữu ích các bạn, nên là mình sẽ làm video này để giới thiệu đến cho các bạn xem. Những bạn nào mà cần mà lên một cái sạc không dây cho xe của mình thì nên mua cái loại này nha các bạn nhá. Sạc cũng khá là nhanh luôn và nó tiện và gọn gàng, không có cần dây dợ gì cả. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy bấm đăng ký kênh của mình và like để đón xem những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.